Qua sự việc vừa rồi thì có thể thấy việc nuôi chó lớn nhập ngoại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sự an toàn của chính người nuôi chó và cộng đồng. Tuy nhiên, lại có một thực tế là những con chó nhập ngoại này đang được nuôi tràn lan ở nước ta mà nhiều người chỉ nuôi theo phong trào nhưng chưa hiểu hết được về chúng và những hiểm họa mà chúng có thể gây ra. Pitbull, Bexé, Rottweiler, những giống chó hung dữ không được dọ mõm lại, vô tư cùng chủ đi dạo ở nơi công cộng. Đương nhiên, chúng làm những người xung quanh sợ hãi. Tôi đi như thế này là gặp những con chó to thế là sợ nhỉ. Là bởi vì người ta nuôi chó thứ nhất là không đúng quy định. Thứ hai nữa là vào những chỗ tập trung đông người như thế này, sợ chó nó có thế nào đi chăng nữa lại gây ra tai họa. Chúng là nhìn thấy những con chó mà nó không có giò mõm thì mình rất là sợ. Những con chó này có thể có giá nhập về từ vài triệu đến vài trăm triệu. Trong đó, chủ yếu là những giống chó hung dữ có khả năng sát thương cao. Chúng ta vừa rồi mấy con chó này con chó dữ. Người ta chuyên môn là dùng để bảo vệ. Thì nếu ta nuôi gia đình và ta không kiểm soát tốt thì rất nguy hiểm. Một những nguyên nhân mà tôi thấy, một nguyên nhân nữa để dẫn đến cắn là ông này nuôi quá nhiều chó dữ, mà chó trưởng thành, nó đã trưởng thành rồi, nó tự phát triển tính hung dữ rất nhiều rồi. Nuôi chó nhập ngoại đã trở thành xu hướng, thậm chí là cách để nhiều người thể hiện đẳng cấp của mình. Thế nhưng lại có một thực tế là nhiều chủ nuôi chó chưa hiểu hết về loài chó mà mình đang nuôi. Và mối quan tâm của họ lại là khả năng sát thương của loài vật này. Tôi thấy là rất nhiều người đưa chó đến chúng tôi huấn luyện là cứ dạy làm sao cho dạy chó cắn thân mạnh à? Có gì tôi chịu trách nhiệm. Mà tôi thấy cái văn hóa về nuôi chó, dạy chó, nuôi, huấn luyện chó là phải học rất nhiều ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ. Giàu khoe chó có lẽ là quan niệm của nhiều người. Tuy nhiên, những con chó hung dữ đang là niềm tự hào của những người chủ này. Nếu không được nuôi đúng cách, lại có thể trở thành sát thủ bất cứ lúc nào.